Mặc áo màu vàng xanh gần với phần sân, màn hình gần với quý khán giả. Còn ở phía bên kia là Lanirat Chaiwan. Nếu giành huy chương vàng thì đây đều là những tấm huy chương vàng đầu tiên của hai đôi tay vợt này tại SEA Games. Điểm đầu tiên dành cho Chaiwan. Pha đập cầu chéo sân rất tốt. Sau đó thì tay vợt này đã có một tình huống xử lý không tốt nữa. Một đều cho Kết Thông. Đập cầu không qua lưới. Điểm 2-1 cho Supanida Kết Thông. Tình huống đánh cầu ra ngoài. Điểm 2 đều. Không phải. Trọng tài xác định đó là tình huống mà cầu vẫn trong sân. Điểm 3-1 cho Kết Thông. Cầu vẫn trong sân. Xem lại. Cầu trong sân đó là quyết định chính xác. 4-1 cho Kết Thông. Chém cầu sát lưới rất hiểm hóc của Kết Thông. 5-1. Kinh nghiệm đang được Kết Thông phát huy ở trận đấu này. Điểm cho Chaiwan 2-5. Tôi xác định cầu vẫn trong sân và xử lý kinh nghiệm. Sáu ba cho Kết Thông. Bỏ nhỏ tốt và pha phòng thủ không qua lưới. Điểm cho Kết Thông 7-3. Bỏ nhỏ rất khó. Và nếu như tình huống này cầu qua lưới thì Kết Thông cũng đã di chuyển kịp để thực hiện một pha lên lưới. Khá hay. Quyết định lên lưới là chính xác. Cũng là một quả chém cầu rất hay và đẳng cấp của Kết Thông. Nói là cầu có điểm rơi rất khó.
ngay vạch kẻ, khiến cho Trai Quan gặp khó trong việc phòng thủ. Không có gì khó khăn, pha phòng thủ quá sơ hở. 13 cho Kết Thông. Kết Thông là một tay vợt thuận tay trái, còn Trai Quan tay vợt thuận tay phải. Tiếp theo cho Kết Thông. Trong những diễn biến đã qua của trận đấu đầu tiên thì tay vợt Kết Thông, tay vợt kinh nghiệm hơn mà chúng ta đang được quan sát trên màn hình, cho thấy sự vượt trội về mặt đẳng cấp so với người đồng đội trong đội tuyển cầu lông Thái Lan. Cầu ngoài, điểm cho Trai Quan 5-11. Tình huống phòng thủ không qua lưới của Kết Thông. 6-11. Cầu ngoài. Chính xác là cầu đã đi ra ngoài. Trong quyết định tấn công vừa rồi của Trai Quan. 12-6 cho Kết Thông. Bỏ nhỏ rất hiểm hóc nhưng vẫn phòng thủ đầy kiên cường. Tất nhiên là pha phòng thủ sơ hở vừa rồi là đã trở thành một cơ hội quá ngon ăn cho Kết Thông dứt điểm. Tương đối chênh lệch về phía tay vợt sinh năm 1997. Chúng ta thấy được khả năng bao sân và những tình huống điều cầu rất hiểm của Kết Thông. Quá hiểm hóc và khó cho Trai Quan. Cách biệt vẫn đang là 7 điểm.
cuộc tấn công liên tiếp, dồn Taiwan vào thế bị động. Sự vượt trội đã được cái thồng thể hiện một cách rất rõ rệt ngay ở set đấu đầu tiên. Đang di chuyển và bao sân của cái thồng cũng là rất ổn. Cầu ngoài. Quyết định bỏ cầu là chính xác. Rồi là một tình huống xử lý không tốt của cái thồng. Điểm cho Taiwan 8-17. 7-17. Lần này thì cái thồng cũng đã quyết định đã bỏ cầu. Đó là quyết định không chính xác. Cơ hội rất đáng tiếc, cơ hội lên lưới để ghi điểm dành cho cái thồng, nhưng rất tiếc là cầu lại rúc lưới. Những cách biệt lúc này là tương đối an toàn cho tay vợt sinh năm 1997. Cầu ngoài rồi. 8-17. Xin lỗi quý vị, 10-17. Phòng thủ không qua lưới. Điểm thứ 18 cho cái thồng. Chiến thắng ở trận đấu đầu tiên đang hiện ra trước mắt tay vợt sinh năm 1997 trong trận đấu nội bộ của hai tay vợt Thái Lan. Taiwan đang liên tục tấn công vào vị trí trái tay của cái thồng. Nhưng nó là chưa đủ. Với một phong độ rất ấn tượng của cái thồng trong trận đấu ngày hôm nay. Liên tục bị ép trái và phải liên tục phòng thủ trái tay, nhưng tay vợt này vẫn chuyển hóa những tình huống đó thành những pha tấn công ấn tượng. Rất tốt. Lần này tình huống điều cầu của Taiwan đã thành công. 11-19. Rất nhẹ nhàng và chính xác. Nếu như để cho cái thồng lên điểm 20 thì sẽ rất khó cho Taiwan. 12-19. Cầu không qua lưới, 20-12. Và chiến thắng đang ở rất gần đối với cái thồng rồi. Cầu ngoài. Không có gì bất ngờ khi
Tay vợt được đánh giá cao hơn. Kết Thông đã giành chiến thắng ở set đấu đầu tiên, set đấu áp đảo so với người đồng đội Chai Wan. Tỷ số của set đấu đầu tiên là 21-12. Chúng ta hãy chờ xem liệu hạt giống số 1 là Leningrad Chai Wan có thể cải thiện tình hình trong set đấu thứ 2 hay không. Hai không cho Chai Wan. Một pha đập cầu quá đơn giản. Đúng đánh rất khéo của Ca Thê Thông. Pha xử lý trái tay tầm thấp rất khéo, vẫn là Ca Thê Thông luôn có những pha điều cầu cực kỳ khó chịu. Lúc này trên bảng xếp hạng của cầu lông thế giới thì Leningrad Chai Wan xếp hạng 23. Còn hạng trên World Tour là hạng 43. Trong khi xếp hạng ở trên World Tour của cầu lông thế giới của Supanida Ca Thê Thông là hạng 19. Đập cầu không thành công của Chai Wan. Pha giao cầu ngắn khiến cho đối phương phải nêu cầu về cuối sân, nhưng Chai Wan đánh hỏng. Tình huống mà Chai Wan đã tiếp xúc cầu không tốt, cầu trúng khung vợt và cơ hội quá đơn giản để Supanida Ca Thê Thông có điểm 5-4. Chai Wan vẫn cố gắng thực hiện nhiều tình huống tấn công sớm. Hai tay vợt với lối chơi hoàn toàn khác nhau. Quyết định không chính xác của Supanida Ca Thê Thông. Cầu vẫn còn trong sân rất sâu. 6 đều.
Pha gài cầu tuyệt vời bằng tình huống xử lý trái tay tầm thấp trước đó đã mang về thế chủ động cho La Liga Chaiwan. Và sau đó thì không cần phải bàn thêm về cú smart uy lực. Chaiwan vừa mắc lỗi khi di chuyển, cô đã bị trượt chân. Trong ngày thi đấu 16 tháng 5 thì đoàn thể thao Việt Nam đã có thêm được 2 tấm huy chương vàng cho đến lúc này của Nguyễn Quốc Toàn ở nội dung hạng 98kg nam môn cử tạ và Trần Huỳnh Như môn breakdance. Đáng chú ý là ở môn cử tạ thì võ sĩ thì đô cử Nguyễn Quốc Toàn đã phá tới 3 kỷ lục SEA Games, cực kỳ ấn tượng. Và tấn công tốt của Supanida Kate Thông. Cú smart không phải quá mạnh nhưng đi rất hiểm. Vẫn là pha tấn công tuyệt vời của Supanida Kate Thông. Cú lốp cầu sâu về cuối sân của La Liga Chaiwan là không tồi chút nào. Nhưng trong tư thế khó thì Kate Thông vẫn có một pha độc cầu tuyệt vời. Lần này thì cầu ngoài, dù cho đó vẫn là một cú ra tay chất lượng của Kate Thông. Cú đánh khiến cho La Liga Chaiwan không kịp trở tay, nhưng cầu đi chệch dây một chút mà thôi. Rất tốt, và tấn công nhanh sau pha giao cầu ngắn là cơ hội để La Liga Chaiwan lập tức tấn công. Quyết định chính xác và hai tay vợt sẽ có một quãng nghỉ ngắn, với Kate Thông là người chạm ngưỡng 11 điểm trước trong trận chung kết đơn nữ của môn cầu lông tại SEA Games 32. Tại SEA Games 32 lúc này thì đoàn thể thao, chắc là đội tuyển cầu lông của Indonesia đang có được 4 tấm huy chương vàng. Họ đã có được huy chương vàng ở nội dung đơn nam, đôi nữ, nội dung đồng đội nam. Và cũng đã vô địch ở nội dung đôi nam nữ. Trong khi Thái Lan đang có được 2 tấm huy chương vàng nội dung đơn nữ là điều chắc chắn khi mà Chaiwan hoặc Kate Thông sẽ vô địch. Còn ở nội dung đồng đội nữ thì cô gái của Thái Lan cũng thể hiện sự thống trị. Một lúc trái tay không tốt của Chaiwan, cầu đi quá sâu và điểm cho Kate Thông.
Lần này thì điểm cho Chai Wan. Set đấu thứ hai vẫn đang rất giằng co. Tại nhà thi đấu Bắc Giang năm ngoái thì Chai Wan cũng đã giành huy chương bạc. Rally cực hay. Và cuối cùng là điểm cho Supanida Katethong. Cả hai tay vợt đều đã chơi tuyệt vời ở điểm số này. Liên tục những pha ăn miếng trả miếng và đấu trí. Katethong đã có tình huống chuyển hướng rất hay, khiến cho Chai Wan phải chôn chân. Trong trận chung kết đơn nữ SEA Games 31 tại nhà thi đấu Bắc Giang thì Lalirat Chai Wan đã để thua trước Pompagui Chochubong sau 2 set. Quá hay. Và phòng ngự tuyệt vời của Chai Wan. Đó, xử lý rất nhạy cảm. Pha gài cầu rất tốt từ cú đập của đối phương. Và sau đó là cơ hội để tung ra cú thuận mang về điểm số thứ 12. Khi mà khoảng sân mà Katethong để lại là rất lớn. Tấn công tốt, ép trái của Katethong. Cầu ra ngoài của Chai Wan. Tay vợt 22 tuổi vẫn chưa có duyên với SEA Games và đang cố gắng viết lại câu chuyện cho chính mình. Trong sự nghiệp thì Lalirat Chai Wan cũng chưa có một chức vô địch đơn nào, dù đã có khá nhiều huy chương đồng cũng như cả huy chương bạc khi thi đấu nội dung đơn nữ ở nhiều giải đấu khác nhau. Và tấn công rất tốt. Supanida Katethong đang bứt lên ở nửa sau của set 2. Cách biệt lúc này đã là 5 điểm. Lại là pha smart tấn công vào cú trái tay của Chai Wan. Đối đầu với một tay vợt thuận tay trái. Và Chai Wan đang gặp rất nhiều khó khăn. Và half court shot quá hay. Tuyệt vời. Chai Wan
vẫn không thể ngắt được mạch điểm của đối thủ. Điểm số thứ 19. Set đấu giằng co, nhưng từ sau quãng điểm 11 thì Supanida Katethong đang áp đảo tuyệt đối. Và bây giờ sẽ là Championship Point. 10 điểm gần nhất thì Katethong chỉ để cho đối thủ có được đúng 1 điểm. Lợi thế quá lớn cho Supanida Katethong để có được tấm huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Đây cũng có thể là danh hiệu đánh đơn đầu tiên của Katethong. Lirat Chaiwan vẫn đang giữ lại một chút hy vọng, giành lại quyền giao cầu sau pha xử lý khéo léo trong tình huống cầu trái tay. Pha gài cầu quá đẹp. Vẫn là điểm cho Lalirat Chaiwan. 14-20. Và chiến thắng cho Supanida Katethong. Tấm huy chương vàng đã thuộc về tay vợt của Thái Lan trong trận đấu nội bộ. Lalirat Chaiwan hai kỳ SEA Games liên tiếp về nhì, còn Supanida Katethong sau hai tấm huy chương vàng đồng đội từng giành được ở hai kỳ SEA Games gần nhất thì cũng đã có một danh hiệu đánh đơn. Đây là khoảnh khắc tung ra cú smart quyết định mang về tấm huy chương vàng cho Supanida Katethong. Chiến thắng đã thuộc về tay vợt đang có xếp hạng cao hơn trên bảng xếp hạng đơn nữ quần vợt, đơn nữ cầu lông thế giới.